Quét nhanh lên coi. Cái mụ gì ghẻ này. Ai hút mà. Cái clip chịu wheel người ta. Đi ra xã mua cái ô bật lơi. Em xin lời. Em không coi. Vậy thì có dai nữa. Mệt chưa? Nghe dai mệt chưa? Sáng giờ nhức đầu mỗi tối tay tay. Nhưng mà giờ nghe dai mệt chưa? Quá mệt luôn. Người ta có điều kiện rồi. Vậy có điều kiện rồi nè. Cái khế có 3-4 nhánh. Có 2 clip. Đúng 2 nhánh. Đúng hai nhánh. Đúng hai nhánh. Hai vợ chồng đi dai hoài. Mệt lắm à. Người ta đã dai, dai vợ chồng nghèo rồi. Có hai cái clip vậy làm gia tài nó cũng khó lắm. Tại vì chồng đi dai đúng mà. Em nghe nhức đầu á. Từ hồi tác như xoáy tới giờ luôn á. Đồng mới có nhiêu lâu mới có 4 tiếng hả? Bò sữa, ra cạp bỏ cái khế đi bò sữa. Đi bò sữa. Đấu đại cái khế luôn đi nha. Ra dấu nha. Chắc chưa? Ngày mai các bạn sẽ có clip đấu cái khế. Không. Đây là tài sản kêu là cái gì? Tài sản vô á của nó. Không phải của hồi môn của mẹ. Của hồi môn, của hồi môn của mẹ để cho nó là đây. Một cái khế thôi, không có cái túp liều luôn. Chỉ có cây khế thôi nha. Của hồi môn của mẹ, nhưng mà giờ gì nó xóa cái clip, nó hy sinh của hồi môn của mẹ, nó cho mình đốn. Mời mình sẽ đốn, mình làm clip. Trời đó anh. Vậy mà nó cũng chưa chịu đốn cây khế nữa hả? Em coi nó chưa ấu cái clip vậy. Ôi sao ấu. Em ấu, em ấu rồi chứ nghe chị em mệt quá à. Mệt chưa? Mệt. Tại clip cho ta. Bò sữa nó nghe mà nó chấn động luôn á. Mệt rồi, ấu cái clip vậy đây. Nghe nghe nó mệt luôn á bò sữa. Nghe mà mỗi cái tay gớm chưa? Gớm đi. Không. Em bồi ngồi sữa nó nghe em mà nó đấy kìa. Nó dương dai xong nó nằm dài xong nó mệt luôn rồi. Ý anh là anh cũng heo phen ngồi sữa hả? À nó đổi lại công bằng cho em quên đứng anh quay 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 gì vậy? Thì đốn quay khế đi. Tài clip cho ta, nhà mi tài clip cho ta. Đốn quay khế trồng cây mai lại là hết à? Muốn hai vô trồng này. Ở đây là một cái gì? Nữa rồi. Tới công chuyện rồi. Cái lọc mai cho đâu? Gãy rồi phải không? Không. Đốn thêm nhánh khế nữa. Nhà mi